cho các bạn. Hôm nay mình gửi các bạn những cây lan, địa lan thanh lý nha các bạn. Trong đây nó khá là nhiều cây, ví dụ như cây lá nhỏ như vậy, đó là cây hương cát cát lá đột biến. Mình có hai dòng, hương cát cát lá đột biến và hương cát cát lá thường. Đây. Rồi còn thứ hai nữa là những cây lá dài mà bự đó, thì đó là cây vàng 4N các bạn ha. Cây vàng 4N nhìn dễ nhìn ha. Ở đây thì mình có khoảng 2-3 giống vậy thôi đó. Đây, những cây như vậy thì nó là dòng 4N. Rồi thậm chí những cây lá dài như vậy là cây xích ngọc này kia nữa. Mình không có nhìn được cái dáng nha các bạn. Mình bán ở trong đây nó khoảng 3 loại. Thí dụ lá dài, lá ngắn, rồi lá đột biến. Đây, lá đột biến đây. Nè, đó, lá đột biến phát tài ha. Là hư cát cát, cây này chắc chắn rồi. Rồi cây lá bự, lá ngang gì đó thì mình làm nó khoảng tầm 3 giống thôi cho các bạn ha. Mua cái này là hàng thanh lý, rẻ tiền. Về các bạn trồng vô chậu bự, tưới phân đầy đủ là mình đảm bảo là lên mướt rượt đẹp luôn nha. Đảm bảo luôn. Hiện tại giờ cây nói chung là thanh lý nên chăm sóc cũng không có nhiều. Nên nói chung là nó không có phát triển bụi đẹp. Nhưng mà nếu mà bụi đẹp thì giá nó khác rồi các bạn. Như vậy chúng ta chơi ha. Cây đạt sức khỏe ok hết rồi các bạn. Đó. Chúng ta nên trồng địa lan chậu kín nha. Trồng hở như vậy cây không có lên mạnh đâu, yếu.